Long An tăng 10 bậc về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong tháng 8. Với tổng số điểm là 64,2 trên 100 điểm trong tháng 8 năm 2023, Long An xếp hạng 15 trên 63 tỉnh, thành phố. Ngoài các chỉ số thành phần cao, Long An có một số tiêu chí đạt kết quả thấp như công khai minh bạch thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đánh giá chất lượng quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị địa phương và được chia thành 5 nhóm gồm xuất sắc 90 đến 100 điểm, tốt 80 đến 90 điểm, khá 70 đến 80 điểm, trung bình 50 đến 70 điểm và yếu là dưới 50 điểm.